Thời tiết khu vực tỉnh trong ngày chủ nhật cuối tuần có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Trời nắng nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Huyện Côn Đảo ngày nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, cấp 6, nhiệt độ 27 đến 29 độ, độ ẩm 77 đến 82%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 1 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 395 cm vào lúc 19:30 và nước ròng mức thấp nhất 170 cm vào lúc 1:30.